Xin chào tất cả mọi người. Đến với video hôm nay mình xin hướng dẫn và giới thiệu mọi người cách làm cây dừa tiểu cảnh, cây dừa quê hương, một vẻ đẹp rất chi là Việt Nam. Mình cũng cảm ơn mọi người đã đăng ký và ủng hộ kênh của mình. Mình sẽ cố gắng làm thêm nhiều video hữu ích cho mọi người. Để làm cây dừa này chúng ta cần các vật liệu như là nhôm và một số hạt cườm. Vậy chúng ta hãy bắt đầu tiến hành công việc. Công việc đầu tiên đó là chúng ta hãy tiến hành làm lá cho cây dừa. Đoạn dây nhôm này dài khoảng 60 đến 70 phân. Sau đó mình chia gấp đôi dây nhôm lại và tròn ở giữa dây nhôm chúng ta bắt đầu tiến hành làm lá. Mình đưa cọng dây nhôm vào giữa hai thanh cây sổ hóa, sau đó xoắn thành những vòng tròn bằng nhau. Số vòng tròn ban đầu thì mình xoắn khoảng 8 vòng, nhưng mà lá dừa này phải cân số lẻ nên chúng ta hãy bỏ khoảng 9 vòng, rồi sau đó lật mặt bên kia tiếp tục như vậy. Cũng đặt cái sòng dây nhôm vào giữa cái sòng hoa và cũng thành 8 vòng là 16 vòng tròn, 17 vòng tròn. Công việc này cũng khá đơn giản. Sau đó chúng ta gấp đôi dây nhôm lại, cuộn theo một chiều. Mình thì khi nào cũng cuộn theo chiều từ trong ra ngoài. Vậy là chúng ta đã có một chiếc lá dừa nhỏ nhỏ xinh xinh. Vì cây dừa yêu cầu là có nhiều loại lá khác nhau, như là không phải là lá khác nhau nhưng chiều dài của lá dừa khác nhau. Vì vậy thì chúng ta hãy chia thành 3 phần hoặc 4 phần các lá dừa ngắn, lá dừa dài hơn nữa. Vì vậy chúng ta hãy làm theo các vòng tròn khác. Nếu muốn lá dừa ngắn thì chúng ta làm số vòng tròn ít, lá dừa dài thì làm số vòng tròn nhiều hơn, nhưng hãy là số lẻ, bởi vì khi nào làm số lẻ thì sẽ có một vòng tròn ở giữa chia đều được hai cọng dây nhôm, chia đều được hai lá dừa. Phần làm lá này mình cũng có hướng dẫn ở những video trước. Bây giờ mình cũng cố gắng làm tỉ mỉ và kỹ càng lại cho các bạn theo dõi. đều, giống như ban đầu vậy. Sau đó chúng ta cố gắng sửa sao cho các lá dưa cân đối và giống như cây dưa thật. Đến đây thì mình cũng đã làm xong cây dưa màu. Phần tiếp theo chúng ta thì tiến hành phần vào chậu. Phần vào chậu này mình cố định cây dưa bằng xi măng và keo 502. Nếu các bạn có súng bằng keo thì có thể dùng keo nệm để cố định cây dưa thì sẽ tiện lợi hơn. Nhưng hôm nay mình nên mình vào bằng keo 502 và xi măng. Nó cũng có độ kết dính rất kỹ lắm bên. Mình hôm nay mình cũng đã hết cả nên mình dùng sỏi để vào chậu, sau đó dùng ít keo sữa cho vào chậu. Trong quá trình đợi keo sữa lan tỏa ra đều bề mặt chậu thì chúng ta hãy dùng hạt cơm xấu thành các buông các trái dưa. Mình dùng dây nhôm cỡ khoảng 0,4 ly đến 0,6 ly để sâu vào cả hạt cơm này. Sâu thì khoảng tầm 10 tới 15 hạt. Sau đó chúng ta cũng uốn lại thành một vòng tròn. Vòng tròn này hơi lỏng một xíu để hồi mình con bẻ đuôi lại làm thành hai buồng dưa khác nhau. Các bạn theo dõi nhớ đăng ký, like và chia sẻ kênh giúp mình. Mình xin cảm ơn mọi người nhiều. Công việc đưa các hạt cơm này vào cây dưa cũng rất là dễ. Các bạn chỉ cần đưa hai phần của hai bên hạt cơm vào giữa các tàu dưa thì sẽ tạo ra những buông dưa rất nó xinh xắn. Phần còn lại chúng ta chỉ cần rải một ít cỏ nhựa lên bề mặt chậu. Cỏ này mọi người có thể tham khảo và mua trên shop. Nếu có chi thắc mắc thì cứ liên hệ ai với mình. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Mọi người nhớ đăng ký kênh và ủng hộ. Xin hẹn gặp lại ở các video sau.